Dạ ơi, liên hệ chiều mai lấy. Em gửi rồi. Gửi rồi, tâm mà cái đấy của em nhé, mình cho nó xong ấy. Nó gửi cái đấy anh đang ấy mà anh trả lại cho dân này.
cái số cho nó đâu chịu đúng. Ví dụ như này là phải được bao nhiêu km trên bao nhiêu km. Làm mấy cái đó. Ví dụ là chưa chưa kêu làm cái báo cáo khối lượng này cho nó nhưng mà cái còn lại cái còn lại là anh người cái bên bạn đó cho em với cái đó thì khó nè, lượng đã thực hiện bao nhiêu này kia ra cho nhau để anh mẫu gì đó cái đánh mấy vòng về giống như mình là thực hiện tới thời điểm này mình thực hiện bao nhiêu phần trăm rồi tức giá trị bao nhiêu trên bao nhiêu vậy thôi, khối lượng làm được gì làm được cũng được mấy trăm tay vậy đó, ước tính giá trị khối lượng bao nhiêu rồi đã giải ngân thanh toán bao nhiêu vậy thôi. Bây giờ anh gửi file cái ba bê có cái file em mà nhìn cái cá cổ á. Trước đó dài ra 70 mét đó. Một vị trí đó.
Đạo ơi.